Hôm nay chúng ta sẽ có Q&A số thứ 51 anh em ạ. Xin chào anh em đã quay trở lại với Kakacom. Và như mình đã nhắc thì đó là Q&A này. Q&A là chương trình dành cho mục đích là trả lời các câu hỏi liên quan tới công nghệ dành cho anh em, những máy tính này, những laptop này, những CPU, những GPU, những tất cả mọi thứ. Anh em có thể để comment để mình có thể trả lời nhá. Rồi hãy bắt đầu bằng câu hỏi đầu tiên đề của bạn Hoàng Thiện 36 tăng. Bạn hỏi là nên dùng một thanh 16 hay hai thanh 8GB? Câu trả lời là nên dùng hai thanh 8GB. Bởi vì thực sự bây giờ giá RAM khá rẻ rồi nên mua hai thanh 8GB nhá. Hai thanh 8GB thì bạn sẽ được dual channel giúp cho hiệu năng chơi game của bạn cao hơn và thường sẽ là khoảng tầm 10% tùy vào cái setup của bạn. Nếu mà bạn đang nghẽn CPU ấy, thì dual channel còn giúp nhiều hơn nữa nha. Ok, câu hỏi thứ hai là của bạn Shire Hakami Kima CH. Bạn hỏi là định mua combo i3 10.100F cả 6.500XT, không biết có nghẽn hay không hay đổi cái khác ngon hơn. Combo này thì thực sự không bị nghẽn, nhưng mình nghĩ rằng bạn nên đổi sang một combo khác mới hơn, đó chính là CPU i3 với cả RX 6600XT. Con này ngon cực kỳ luôn nha. Tiếp theo của chúng ta của bạn Tùng Tiger là câu hỏi thứ ba. Bạn hỏi là lắp ráp lâu có sử dụng bị ảnh hưởng? À, đây là bạn mình đang lắp ráp ở trên này. Thì bạn hỏi là lắp ráp như này sử dụng lâu có ảnh hưởng đến bơm hay không ạ? Em bảo lắp ráp phía trước quay hai đầu ống bên trên sẽ bị bọt khí, nước khó tuần hoàn hơn, dùng lâu bơm nhanh hỏng có đúng không? Tại em đang lắp như này là phân vân quá. Thì cái câu trả lời này nhá, mình sẽ có một câu cực kỳ là đơn giản cho bạn thôi. Cái này nó sẽ bị ảnh hưởng như nào? Đầu tiên là nếu mà bạn đang để bơm ở cái rát cao quá, bơm ở dưới này thì sẽ bị bọng khí ở trên rát đây, thì nó sẽ bị tiếng ồn chứ nó không bị ảnh hưởng tới chất lượng của bơm. Nhưng nếu khi nào bạn để rát thấp, bơm cao thì bọng khí sẽ ở rát này, bạn để bơm cao ở rát thấp thì cái không khí nó sẽ bị mắc vào ở trên cái bơm và sẽ ảnh hưởng tới chất lượng bơm, dẫn tới tuổi thọ bị thấp đi của bơm nhá. Thế nên là nếu mà bạn chỉ cần cái rát nó cao hơn bơm một chút là đủ rồi thì thôi. Còn nếu mà bạn để như mình đang lắp ở đấy thì nó sẽ bị ảnh hưởng một vấn đề, đó chính là ổn hơn thôi. Thế thôi anh em ạ. Rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn AnyMusic, bạn hỏi là mình đang dùng i3 10100F nên mua 4060 để chơi Cyberpunk Ultra Setting DLSS Quality Ray Tracing không? Sẽ nâng cấp cấu hình trong tương lai mà này ca. Nếu mà bạn chỉ chơi game AAA bật Ray Tracing Full Max Setting thì mình nghĩ rằng vẫn được. Nhưng trải nghiệm sử dựng bạn sẽ không tuyệt vời khi mà bạn đổi sang các tựa game khác, bởi vì chiếc CPU i3 kia nó sẽ cực kỳ là bị nghẽn với các combo của bạn nhá. Mình đã làm một video test gần đây rồi ấy, bạn có thể check cái video đấy nhá, là combo PC nghẽn hay PC cân bằng. Thì trong cái bài test đấy thì PC cân bằng mạnh hơn với cả PC nghẽn khoảng tầm 3%. Còn nếu mà bạn chơi trung bình tất cả các game ở mức setting cả medium low cả tất cả các thứ. Còn nếu mà bạn chỉ chơi game AAA ấy thì 4060 với cả i3 10.000 ấy nó sẽ mạnh hơn một chút so với cả combo cân bằng là i3 12 và 3060. Đó, có lẽ như vậy. Tiếp theo câu hỏi thứ 5 của bạn ấy là của bạn Tuấn Trịnh Anh Trịnh. Ok bạn ơi, thì câu hỏi là Windows có ưu điểm là có thể chơi game crack, còn Steam OS là không nhỉ? Không thể. Bạn lại nói sai rồi. Câu này nhá là sai hoàn toàn, bởi vì bạn vẫn có thể chơi game crack trên Steam OS bình thường, nhưng nó sẽ khác biệt một chút so với cả Windows. Chúng ta sẽ không có phần mềm cài, không có một cái trình cài gì cả, mà chúng ta chỉ có game mà thôi. Tức là các bạn, ví dụ như các bạn nếu mà bình thường các bạn tải Steam Rip ấy, hay là không Steam Rip mà các bạn tải Steam Unlocker hay cái gì đấy, nên nói chung là từ bất kỳ cái trang gì của bạn ấy, thì bạn sẽ tải kéo file nguyên về và bạn sẽ copy vào SteamOS, rồi bạn sẽ bật là add non Steam game rồi chạy cái Proton hợp lý cho cái game đấy thế thôi. Còn với những game nào mà yêu cầu cài mà crack ấy, thì các bạn nào thì cài ở bên Windows này, bạn copy crack vào này xong rồi bạn copy cái file đấy chuyển sang SteamOS để chơi game nhá, rồi lại chọn Proton như bình thường thôi. Đấy, game crack vẫn chơi được trên SteamOS bình thường, không có gì cả. Rồi, tiếp theo của chúng ta là Genio. Bạn hỏi là con này livestream được không? Là bộ PC 15 triệu nổi ra gà nhưng xấu. Thì bộ này livestream được, nhưng mà tối ưu thì nên nâng đó chính là 4060 để có AV1, hoặc là lựa chọn chiếc CPU có card onboard để đảm bảo rằng bạn sử dụng card onboard để render cái livestream của bạn nhá. Và câu hỏi cuối cùng của bạn, bạn hỏi là mình đã dùng combo 3400G và B450, mình muốn kéo VGA 6700XT nên mình bán để mua lên combo 12400F, B660 hay bán 3400 rồi nâng lên 5600X, vân vân, giữa ở chỗ AMD AM4 đã cuối thế hệ, tương lai còn combo CPU tương lai cần phải bán để lên AM5, còn 12.000 thì còn lên được 14, đúng không? Intel Gen 12 thì còn lên được 14, nhưng hiện tại bán combo CPU đi thì lại mất tiền và không có đủ tiền để mua cái combo Intel.
thì câu trả lời của mình ấy là nâng ngay cho mình lên 5600X nhá. Cái con CPU đó ấy có hiệu năng chơi game và hiệu năng làm việc gần bằng với cả máy 2400F, thế nên là mà giá của nó bây giờ thực sự khá là rẻ, nên là việc gì phải nghĩ đúng không? Đó, đấy là câu trả lời của mình nhá. Rồi, và đó là chương trình Q&A số thứ 51. Nếu mà anh em có những câu hỏi liên quan tới công nghệ thì hãy để dưới comment để mình có thể trả lời. Cảm ơn anh em đã xem video này. Hy vọng là anh em có video khác nhau.